hai mối tình đơn phương thì yêu người ta thôi, người ta không yêu mình. Có nói nhưng mà người ta có coi em như là một người bạn, như một người anh thôi. Nói sao, có nói thẳng không hay là nói em nhắn tin qua tin nhắn ạ. Nhắn sao? Em nhắn tin em tỏ tình với bạn là làm bạn gái của em, nhưng mà bạn ấy là không đồng ý, bạn ấy là coi em như là một người anh, một người bạn thôi. Được tình yêu thương thôi ạ. Con chỉ sợ là khi mà anh cưới vợ về chỉ để làm dâu thôi, và anh đi chơi với bạn bè không có chăm lo cho vợ con với gia đình thì con không thích như vậy ạ. Cái từ làm dâu của cô thì nó không có quá như cái từ của các cụ thời xưa, không cần thiết phải ở chung với mẹ, nhưng có nghĩa là phải hiếu thảo với cha mẹ và phải thăm viếng hàng kỳ khi có thời gian và có thể. Rất là mong hai con cho nhau một cái cơ hội. Cô cũng rất là mong có con dâu và cháu nội lắm lắm rồi. Và cảm ơn chương trình, một chương trình rất là bổ ích, và mong tất cả các bạn nhút nhát cỡ nào cũng phải đến chương trình này nhé. Bởi vì Nguyễn Lâm Vũ là người rất là nhát, phải được một cái sự động viên lắm 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 Nguyễn Lâm Vũ mới dám đăng ký chương trình này, bởi vì rất là nhát. Rồi, mời nhà trai. Bây giờ chúng ta xin được phép mời nhà gái giới thiệu trước về mình đi. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Diệu Linh, em năm nay 26 tuổi. Em làm quản lý thao tác, xây dựng quy trình vận hành. Hiện em đang sống ở Gò Vấp và làm việc tại khu Sa La quận 2 ạ. Mời nhà trai. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Lâm Vũ. Em năm nay 31 tuổi. Em đến từ Bình Dương. Hiện em đang mua bán sửa chữa xe đạp điện ở Bình Dương ạ. Mình đó là cửa hàng của mình hay là mình làm cho anh ta? Dạ, ở cửa hàng của mình ạ. Cửa hàng của mình luôn á hả? Dạ. Mình làm chủ luôn á hả? Dạ. Bên đây là chị Ngọc Lan đang cần nhu cầu mua một cái chiếc xe đạp điện để đưa con đi học. Em ơi, chút dạ, cuối giờ chúng ta gặp riêng nhau. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của Vũ là gì? Ưu điểm của em là không uống rượu, không hút thuốc, làm được tất cả các việc nhà, với đa nghề, nghề gì em làm cũng được, điện lạnh, cơ khí, sửa chữa xe máy, xe đạp điện, tất cả. Đa nghề đúng hả? Dạ. Hay cái là việc nhà, việc gì cũng được hết nè. Dạ. Mà thích thêm cái nữa là không rượu, không thuốc á. Đó, dạ. Điểm mạnh của đàn ông đó. Rồi còn khuyết điểm nè. Khuyết điểm của em là hơi nhát gái chứ không có dạng ít tiếp xúc đám đông, cho nên rất là nhát, rất là gung, lên đây rất là gung. Rồi thì bây giờ chúng ta nghe ưu điểm, khuyết điểm của bạn gái nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em là một người vui vẻ, cởi mở. Ngoài ra thì em rất nhạy trong cái vấn đề kinh doanh hoặc là nắm bắt thông tin, biết quan tâm, chăm sóc người khác. Em nấu ăn cũng được. Đây là cái phần bánh mà em làm để cho hai MC với anh bên kia thưởng thức. À vậy hả? Dạ. Anh Linh ơi, mình có quà nha. Trời, đây đem quà qua luôn. Mai mối quà nhiều chị. Quá. Cảm ơn em. Rồi đó là ưu điểm rồi, còn khuyết điểm mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em là... Quên luôn hả? À, lâu lâu em hay quên. Sống hơi nhạy cảm một xíu. Ví dụ chỉ là một cái ánh mắt hoặc là những cái thái độ của người khác thì cũng em cũng hay bị suy nghĩ, cảm thấy là không biết có làm gì đó sai không. Cái này phải điều chỉnh chút xíu. Rồi bây giờ khoan đã, tôi sẽ kiếm chuyện là tôi đem bánh qua cho ông Mai để mà tôi ngó mặt chàng trai của tôi như thế nào. Chào em. Gái đem bánh qua đây. Qua để nó đi. Mỏng quá ha. Ủa sao mặt thái độ kỳ vậy? Trời, nhà trai người ta chảnh lên chứ. Bây giờ nhà trai nè, nghe cái gọi là cái tình trường của nhà gái nè. Ừ, cảm ơn nhà gái nha, thấy chưa? Em có trải qua một mối tình thời đại học thì tụi em quen chắc cũng 3-4 năm. Sau khi ra trường thì tụi em dừng lại vì không còn cùng chung chí hướng và cái suy nghĩ nữa. Sau đó thì cũng có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy không phù hợp. Vũ thì đường tình trường sao Vũ? Em thì trải qua hai mối tình đơn phương, thì yêu người ta thôi, người ta không yêu mình. Thành ra cái tính nhát gái đó đúng luôn á. Tội nghiệp dữ vậy. Đơn phương không có dám nói luôn hả? Hay là có nói rồi mà tao không đồng ý? Có nói nhưng mà người ta có coi em như là một người bạn, như một người anh thôi. Nói sao, có nói thẳng không hay là nói? Em nhắn tin qua tin nhắn ạ. Nhắn sao? Em nhắn tin em tỏ tình với bạn là làm bạn gái của em, nhưng mà bạn ấy là không đồng ý, bạn ấy là coi em như là một người anh, một người bạn thôi. Nè tôi nói nè, bây giờ mình đã hai lần như vậy rồi, một chút nữa tới cái lần này á thì làm ơn làm phước phải tấn công chứ không phải mà ngồi hỏi. Giờ ban tới luôn. Dạ em đang rung. Không có rung. Bây giờ bên kia không bấm nút hả, lại nắm cái tay bấm cái nút, lấy cái nút bỏ túi luôn. Được không? Dạ được. Được á. Được, được chứ sao không được. Trời ơi, tao nhà gái. Bánh này mình làm luôn hả? Dạ. Thích cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em là giống anh Quyền Linh, là dạ chân thành, chất phác, yêu thương gia đình và vợ con. Thì đó anh có đó em rồi. Có không? Có. Có, mạnh mẽ luôn, nói liền. Có, mình nói có.
đúng không? Có chí cầu tiến, đừng có gia chủng vũ phu quá. Quyết liệt trong công việc. Có không? Có. Mấy cái đó anh có. Có hết luôn. Dạ. Có hết luôn mà hai lần rồi không được. Tại ta nhát thôi. Ta nhát thôi. Ta cầu tiến thì trong công việc quyết liệt, nhưng trong tình yêu nó nhát quá, nó không quyết liệt nổi. Nhưng mà dạ, một phần là do em nhát, một phần là do em đam mê công việc quá. Bây giờ có bạn gái là phải bớt công việc, là chăm sóc bạn gái. Không thích gì đàn ông nữa không? Bạn không hút thuốc, với lại tính toán chi li quá, với lại soi xét quá. Tại vì ví dụ như bạn nữ ra đường thì sẽ phải trang điểm hoặc là mặc đồ đẹp, thì cái đó cũng sẽ tôn lên cái sự tôn trọng cho người bạn đi kế bên mình thôi. Dạ, có nhiều bạn thì sẽ nói sao trang điểm quá vậy, sao mặc đồ nhiều quá vậy, cảm thấy như vậy nó không phù hợp. Em cứ trang điểm thoải mái, anh có mua cho em hai lỗi son luôn nè. Trời ơi, có tiến bộ phải không? Bây giờ mới có xíu mà có tiến bộ rồi đó. Tiêu chuẩn của Vũ thế nào nè, nói cho mọi người nghe đi. Con gái ưa nhìn là được, hèn hiếu thảo với cha mẹ là như đây đủ á. Dễ ẹt, ngoài sức tưởng tượng luôn. Yêu cầu một, ta có hai. Đơn giản thôi, dễ sống. Chỉ cần vậy thôi đủ rồi, có bánh ăn hàng ngày được rồi. Về bạn làm bánh, em nấu trà sữa. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến phụ huynh nè. Giờ bạn gái đi với ai cưng? Dạ, em đi chung với chị và em gái của em ạ. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan, xin chào tất cả quý anh chị. Nãy giờ chị thấy em với lại em gái của chị là rất là nhiều cái nó hợp với nhau, cũng rất là vừa ý rồi. Có một cái điểm ở đây chị thấy không biết là em có thể sẽ cố gắng phù hợp với em gái chị, là bởi vì em gái chị rất là năng động. Chị thì nãy giờ thấy giống như em nói là em hơi rụt rè đó, thì sợ là sau này các em có cái đó nó sẽ không hợp. Thì Linh ơi, chị thấy bạn này là rất là hợp với em đó, còn quan trọng là do em nữa thôi. Hy vọng là hai em sẽ cùng cho nhau cơ hội ha. Hay quá chị. Cảm ơn chị. Con Vũ đi với ai? Dạ, em đi với mẹ với chú ạ. Rồi, chào nhà trai. Chào toàn bộ khán giả đang có mặt trong trường quay và những người đang xem chương trình màn hình nhỏ. Nhung là mẹ của Nguyễn Lâm Vũ. Thật ra thì từ nãy đến giờ mẹ ngồi ở đây, mẹ thấy cô gái là rất là năng động, rất là phù hợp với lại con, là bởi vì con ấy thì rất là đa năng về công việc, cái gì con cũng có thể làm được, nhưng mà lại lời ăn tiếng nói không có. Từ hồi đó đến giờ thì ở với mẹ nuôi, chứ còn mẹ ruột thì hiện tại thì đang ở một khu vườn trồng rau sạch. Thế còn mẹ thì là kinh doanh từ nhỏ, cho nên là ở với mẹ Nhung là mẹ nuôi. Còn một người mẹ ruột nữa, con có ngại làm dâu không? Dạ không có. Con có ngại làm dâu tới hai người mẹ không con? Dạ có hai người mẹ thì mình thêm được tình yêu thương thôi ạ. Con chỉ sợ là khi mà anh cưới vợ về chỉ để làm dâu thôi, và anh đi chơi với bạn bè không có chăm lo cho vợ con với gia đình, thì con không thích như vậy ạ. Cái từ làm dâu của cô thì nó không có quá như cái từ của các cụ thời xưa. Không cần thiết phải ở chung với mẹ, nhưng có nghĩa là phải hiếu thảo với cha mẹ và phải thăm viếng hàng kỳ khi có thời gian, và có thể rất là mong hai con cho nhau một cái cơ hội. Cô cũng rất là mong có con dâu và cháu nội lắm lắm rồi. Và cảm ơn chương trình, một chương trình rất là bổ ích, và mong tất cả các bạn nhút nhát cỡ nào cũng phải đến chương trình này nhé. Bởi vì Nguyễn Lâm Vũ là người rất là nhát, phải được một cái sự động viên lắm 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 Nguyễn Lâm Vũ mới dám đăng ký chương trình này, bởi vì rất là nhát. Rồi, cảm ơn nhà trai. Cảm ơn cô nhiều ạ. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Vũ. Anh có món quà tặng em. Dạ, em có một, thích. Em có một phần bánh gửi tặng. Mời. Dạ, em thấy anh hiện. Anh cho em hỏi là anh có thích đi du lịch không anh? Có, sở thích anh là du lịch, đi thể thao. Anh hay thích đi phượt bụi. À, đi bằng xe máy. Phượt hay đi bụi thì em cũng thích, vì em rất thích di chuyển đây đó. Em có niềm đam mê bất tận với ăn uống và du lịch ạ. Nên là nếu mà có thể tìm được một người phù hợp như vậy thì cũng sẽ rất là ok ạ. Thế em có ngại người ăn chay không? Anh có bắt em phải ăn chay cùng với anh không ạ? Cái đó thì tùy theo em thôi. Còn anh thì không ép buộc. Ở nhà em thì mẹ vẫn một tháng vẫn làm chay hai bữa cho cả gia đình ăn. Thì em có thể, em sẽ, vì em tính ra là em đi làm việc ở công ty á, nên là buổi trưa cũng ra ăn với đồng nghiệp, nên là không thể nào mà dễ tìm những cái món chay, nên là một tháng em chỉ có thể ăn cùng gia đình hai ngày thôi. Trước thì anh cũng ăn mặn, nhưng mà sau này thì thời gian như phải duyên hay sao ấy, ăn chay luôn tới bây giờ. Giờ ăn mặn lại không được. Trong nhà anh thì cũng có người ăn mặn, người ăn chay. Cái đó giờ anh để thì không phải là chứng ngại.
Dạ, thật sự em rất là ngưỡng mộ một người ăn chay luôn, ăn chay trường luôn. Tại vì chị họ em cũng là người ăn chay trường. Vậy là phải gặp nhau rồi đó. Hay. Có dịp thì anh sẽ qua em chơi. Có dịp mới qua hả? Có dịp cũng được. Bình thường thì không phải có dịp mà thường xuyên anh qua. Thường xuyên qua. Cứ tuần nào rảnh anh qua, thấy không? Khi nào thì anh có thể cho bên đây bước tới được? Khi nào thì em có thể cho bên anh bước tới được? Dạ, thì mình cần có thời gian tìm hiểu và hai bên cảm thấy phù hợp thì mình sẽ tiến đến xa hơn ạ. Khoảng lâu như khoảng bao lâu em? Dạ, cái đó còn phải tùy thuộc vào cái độ phải hợp nhau mới được ạ. Rồi. Như em với anh thấy là em với anh hình như là hợp hơi bị nhiều điểm á. Vô. Em nói rồi, vô. Đó. Còn quan trọng là phù hợp với em qua nhiều hay ít nữa. Dạ. Không? Cố gắng qua thật nhiều. Đúng rồi. Thì anh làm kinh doanh thì làm mua bán thì anh thích đóng cửa giờ nào là anh đề. Thôi không được. Dạ. Lo mua bán chứ đóng cửa hoài. Cái đó là tập bậy nha. Có thể vừa đi giao nhà ai đó mua bán này, hoặc là mời qua chở em lên coi cửa hàng, thăm cửa hàng anh. Dạ. Vũ bước tới nắm tay Linh ha. Dạ. Còn hai người gộp là Vũ Linh đó. Hôm nay đến chương trình này thì anh thấy em có nhiều điểm hợp với anh. Chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội nha. Bấm ngay vào nút đó, không chần chờ gì cả. Nào. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Đó, đẹp đôi quá. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi. Thấy có vẻ là vui dễ chơi mà đứng bàn thì đám cưới rồi. Này, có cảm nhận rất là vui. Vui và hạnh phúc khi bạn gái đồng ý hẹn hò. Bạn gái chính là mẫu lý tưởng của mình á. Dạ, em cũng cảm thấy rất là vui vì chương trình đã tìm được một người phù hợp với em ạ.